Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính chung 9 tháng đầu năm, tốc độ tổng sản phẩm GRDP của Hưng Yên ước đạt 8,61%, xếp thứ 5 khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 10 cả nước. Dự kiến cả năm 2023 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là tăng 9%. Thu ngân sách đạt trên 24.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kỷ lục gần 18.000 tỷ đồng, gần gấp đôi so với dự toán và tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Cơ bản nhất trí với đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của 16 cơ quan đơn vị địa phương với tổng số gần 500 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các chủ đầu tư phải giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vì sao lại đề nghị giảm kế hoạch vốn, chuyển nguồn vốn. Hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đây là năm thứ 3 Hưng Yên tổ chức cuộc thi này. Tham gia cuộc thi có 10 đội với 4 phần thi, gồm trao hỏi kiến thức tài năng và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Tham dự cuộc thi, các đội chơi đã đem đến màn chòi ấn tượng. Phần thi tài năng có sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, các tiết mục nêu bật được những câu chuyện, những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ở phần thi kiến thức, với các gói câu hỏi thể hiện hiểu biết sâu rộng về những chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Cuộc thi nhằm lan tỏa những giải pháp ý tưởng cách làm hay được thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại các địa phương. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào buổi tối nay. Hội doanh nghiệp huyện Yên Mỹ có trên 100 hội viên, nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, hội còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Trong bối cảnh các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, hội chủ động đề xuất với các cấp các ngành có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đồng thời tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện an sinh xã hội với số tiền đóng góp hàng tỷ đồng và xây dựng hai nhà tình nghĩa hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mỹ tiếp tục đoàn kết đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, phát triển hội viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện cũng như của tỉnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, nông dân các địa phương đã thu hoạch được gần 15.000 ha lúa mùa, năng suất ước đạt gần 59 tạ trên 1 ha. Ở vùng mùa này, diện tích lúa chất lượng cao khoảng gần 18.000 ha, chiếm gần 71% diện tích. Các địa phương đã thu hoạch được nhiều là huyện Ân Thi, Phù Cừ và Kim Động. Năng suất lúa vụ mùa ước trung bình đạt từ 58 đến 59 tạ trên ha, tương đương với năm trước. Cùng với thu hoạch lúa mùa, các địa phương đã trồng được 2.500 ha cây vụ đông các loại, tập trung ở các huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Kim Động. Trong các tháng đầu năm nay, đã có 9 dự án nhà ở xã hội được khởi công, sẽ cung ứng cho thị trường gần 18.000 căn nhà ở khi hoàn thành. Các dự án này chủ yếu tại Hải Phòng, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Định và Bắc Giang. Tuy vậy, khó khăn khiến phân khúc nhà ở xã hội chưa phát triển mạnh, trong khi nhu cầu của người dân lao động rất lớn. Trước tiên là thủ tục đầu tư xây dựng mua bán nhà ở xã hội còn phức tạp và kéo dài. Ngoài ra, giá bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn của doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước cấp tỉnh thẩm định trước khi bán cho thuê. Việc làm này kéo dài thời gian, gây tốn kém cho doanh nghiệp. Theo quy định hiện nay, các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng. Song thực tế, nhiều dự án không cho thuê được phần diện tích này dẫn tới lãng phí, chủ đầu tư không được bán nên không thể thu hồi vốn. Nguồn vốn cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 đến nay vẫn chưa được bố trí. Bên cạnh đó, rất ít địa phương bố trí các quỹ đất độc lập để phát triển nhà ở xã hội.
Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra giải vô địch thế giới Muay trẻ năm 2023. Đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu và giành được 8 huy chương, trong đó đội tuyển của Hưng Yên đóng góp 2 huy chương. Đoàn Việt Nam tham gia giải với trên 20 thành viên. Sau 11 ngày diễn ra giải đấu với nhiều trận đấu vô cùng gay cấn và đẹp mắt, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 8 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong đó, đội tuyển của tỉnh Hưng Yên giành được 2 huy chương, gồm 1 bạc và 1 đồng. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Hùng ở hạng 45kg nam, lứa tuổi 14. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thu Hiền ở hạng 71kg nữ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phá chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức tự tạo lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook mạo danh các bệnh viện lớn để bán thuốc với số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc. Đầu tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng xác định đối tượng Phạm Viết Trung, sinh năm 1995, ở Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thuê 21 đối tượng để lập các fanpage có hình ảnh logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103, nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh, để lại thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại. Sau đó, có đối tượng gọi điện tự xưng là bác sĩ của hai bệnh viện để tư vấn, mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường huyết áp và quảng cáo là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do các bệnh viện điều chế sản xuất. Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh. Sáng nay, ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Thành Trung, Đặng Quang Việt, cựu Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp và 13 người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, lợi dụng chính sách của nhà nước về việc sử dụng lao động người nước ngoài, các bị cáo là cá nhân và doanh nghiệp đã làm giả hàng chục nghìn tài liệu như phiếu lý lịch tư pháp, văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, giấy khám sức khỏe để hợp thức hóa cho 3.232 hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mỗi hồ sơ nhóm này lấy 3.700.000 đồng đến 4.500.000 đồng khi chót lọt. Quá trình điều tra, ông Cường khai do tin tưởng nể nang cấp dưới vì thành tích cá nhân và tập thể trong giải quyết nhanh thủ tục hành chính, đồng thời cũng muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nên dù biết hồ sơ chưa đầy đủ vẫn ký duyệt. Phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 10. Những ngày qua, chất lượng không khí suy giảm và khói mù xuyên biên giới đang gây mâu thuẫn giữa một số nước Đông Nam Á và làm ảnh hưởng sức khỏe người dân. Theo bảng xếp hạng trực tuyến các thành phố lớn ô nhiễm nhất trên thế giới của hãng IQE, tính đến chiều ngày 7 tháng 10, 3 thành phố ở Đông Nam Á gồm Kuala Lumpur của Malaysia, Jakarta, Indonesia và Singapore lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai và thứ tư với chất lượng không khí không lành mạnh. Nhà chức trách Singapore khuyến cáo người dân giảm các hoạt động thể chất kéo dài ở ngoài trời. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Biến đổi Khí hậu Malaysia tuần qua cũng đã gửi thư cho người đồng cấp Indonesia để phàn nàn về việc khói từ các đám cháy tại Indonesia bay qua biên giới khiến chất lượng không khí nhiều vùng tại Malaysia ở mức không tốt trong những ngày gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.